Chào mừng mọi người đã quay trở lại với Xế Cưng, mình là Quỳnh Như đây. Thời điểm Xế Cưng quay video này là tầm giữa tháng 11 thì các đại lý Hyundai ở Hà Nội cũng như thành phố Hồ Chí Minh giảm giá rất sâu cho Hyundai Stargazer. Mình có trực tiếp đi ra hỏi một đại lý ở Hà Nội thì hiện tại phiên bản thấp nhất chỉ còn có 450 triệu, nghĩa là tương đương với cả i10 bản cao, còn phiên bản cao cấp 6 chỗ thì còn có 545 triệu, nghĩa là chỉ ngang với cả Xpander bản thấp thôi. Thế nên câu chuyện ở đây bây giờ sẽ không phải là so sánh Stargazer với Xpander hay bất cứ mẫu xe nào khác ở trong phân khúc MPV, mà chúng ta chỉ cần quan tâm là với 550 triệu thì chiếc MPV này sẽ mang lại những gì cho người dùng. Để cho mọi người dễ có thể follow thì mình sẽ chia video này thành hai phần thôi. Phần đầu tiên sẽ là những gì mọi người có thể có được từ chiếc xe này, và phần thứ hai sẽ là những gì chúng ta phải đánh đổi. Cái được đầu tiên có lẽ là về thiết kế, nhưng mà chỉ nhìn từ đuôi thôi nha mọi người. Mình chỉ thích mẫu xe này khi nhìn từ đuôi thôi. Đặc biệt là cái phần cụm đèn hậu như thế này, cảm giác có cá tính riêng ở trong phân khúc. Và những cái đường cắt xẻ ở phía đuôi xe cũng mang cho chúng ta một cảm giác đây thực sự là một mẫu xe gia đình, có cá tính, chứ không phải là xe dịch vụ. Khi mà kết hợp với cả phần mâm có kích thước 16 inch và được làm những cái họa tiết ở bên trong khá là chỉn chu, thì mình thấy là mẫu xe này thực sự đẹp khi nhìn từ đằng sau. Ưu điểm thứ hai đó là về kích thước. Nếu mà so sánh với các mẫu xe khác ở trong phân khúc MPV hay là so sánh với Xpander thì Stargazer sẽ không phải là một chiếc xe có kích thước tổng thể quá là ưu thế, thậm chí còn thua khá so với cả Xpander. Nhưng mà nếu mà chúng ta so sánh với những lựa chọn khác trong tầm giá 550 triệu mà chúng ta có thể tìm được, SUV hạng A hay là sedan hạng B, thì tất cả sẽ làm tôn lên cái ưu điểm về kích thước của Stargazer. Đây sẽ là chiếc xe rộng nhất và nhiều ghế nhất mọi người có thể chọn được ở trong tầm giá 550 triệu. Và không chỉ là có nhiều ghế thôi đâu, mà các chi tiết ở bên trong xe cũng được tận dụng một cách rất thông minh, mọi ngóc ngách để có thể tối ưu được những cái vị trí để đồ ở trong xe. Chúng ta có thể gập phẳng hàng ghế 3 và hàng ghế 2 để có một không gian rộng như thế này. Mình nghĩ là mọi người phải để được 5 bộ góp luôn. Và ở bên dưới này chúng ta sẽ có một khoang chứa đồ bí mật. Trông nó nhỏ như thế này thôi nhưng mà giải quyết được rất nhiều vấn đề. Mọi người có thể để những cái đồ ít dùng đến, ví dụ như là vật dụng để sửa xe khi mà khẩn cấp, hoặc là nước thay kính hay gì đấy. Khi mà để vào trong này thì ở bên trên chúng ta sẽ có rất là nhiều diện tích để có thể để những cái đồ to hơn. Trông cái xe nó gọn gàng hơn rất nhiều. Và ở bên trong xe thì mọi vị trí cũng được tận dụng làm hốc để đồ. Ví dụ như bên cạnh khe gió điều hòa, quỹ đèn có quỹ đèn thật. Ở dưới điều hòa chúng ta cũng có một cái phần nhỏ thôi, nhưng mà mình nghĩ là để được khá là nhiều điện thoại vào trong này. Và bên cạnh phần cổng sạc của hàng ghế 2 cũng có một hốc để đồ nho nhỏ, và hàng ghế 3 thì có hai hốc để đồ ở hai bên. Mọi nơi đều là hốc để đồ và có rất nhiều vị trí để có thể đựng chai nước. Đối với hàng ghế thứ ba, nếu chúng ta đẩy hết cỡ hàng ghế thứ hai về phía sau thì trông nó sẽ như thế này, sẽ bị kích chân và gần như là chân không có một cái khoảng trống nào hết. Hàng ghế thứ hai chúng ta có thể đẩy lên phía trước khoảng tầm 10 cm, và khi đẩy lên thì chúng ta sẽ đạt được một cái trạng thái ngồi hàng ghế ba, nó không phải ngồi theo kiểu chịu đựng khi mà chân chúng ta sẽ hở ra một khoảng tầm như thế này. Mình cao 1m65 nha, ở trên đầu thì khoảng trống còn khá là nhiều, và ghế thì nó không bị dựng đứng lên mà nó sẽ có một cái độ ngả khá là dễ chịu như thế này. Thì mình nghĩ là mọi vị trí ở trong Hyundai Stargazer người lớn đều có thể ngồi một cách thoải mái, chứ không phải là ngồi một cách chịu đựng. Đối với hàng ghế thứ hai thì đây sẽ là tư thế ngồi của người 1m65 khi mà ghế đẩy hết lên phía trước và dựng hết lưng ghế lên như thế này. Còn nếu đẩy về phía sau thì rất rộng rãi luôn, và ngả lưng ghế ra như thế này. Ui dồi ôi, mình biến mất ra khỏi khung hình luôn. Độ ngả lưng ghế thực sự là nó quá dễ chịu, nó như một cái ghế massage luôn đấy mọi người. Và đây là một mẫu xe nhìn ở ngoài nó không đẹp, nhưng mà được cái là trần cao nên là ngồi bên trong cực kỳ thoáng. Và với phiên bản 6 chỗ này thì ở bên ghế chủ tịch chúng ta sẽ có một cái phần bàn có thể để laptop cũng như là để một cái chai nước vào đây. Đến cả cái túi chứa đồ mà cũng nhiều hơn bình thường nữa. Nhìn chung đây sẽ là một lựa chọn vô cùng thực dụng ở trong tầm giá. Cái được tiếp theo đấy là về trang bị. Không cần phải so với những mẫu xe trong cùng tầm giá đâu, mà so trong cùng phân khúc MPV thôi thì cũng không có mẫu xe nào có thể vượt qua được cái trang bị của Hyundai Stargazer. Còn nếu mà so những mẫu xe nhỏ hơn trong cùng tầm giá thì chắc chắn là không có cửa luôn. Bởi vì ngay từ khi ra mắt thì đây đã là con át chủ bài của Hyundai Stargazer. Cụ thể thì về gói trang bị an toàn, Stargazer được trang bị đầy đủ gói Hyundai Smart Sense, có camera lùi này, có đèn pha tự động này, có cảnh báo trạch làn và tham gia vào để có thể hỗ trợ giữ làn luôn, mặc dù là hơi thô bạo một chút. Có cả cảm biến áp suất lốp và một số tính năng an toàn cao cấp như trên đây. Trang bị tiện nghi cũng không thua kém một ai. Ở bên ngoài chúng ta có đèn full LED, và bên trong cái trang bị mà mình thích nhất đấy chính là cái cụm màn hình này. Không phải vì nó có kích thước to thôi nhá, mà vì nó cực kỳ sắc nét và cực kỳ nhạy.
dù là mình có đỗ xe ở ngoài trời nắng hay bất cứ môi trường nào thì cái màn hình này nó cũng đạt được một cái độ hiển thị rất chi tiết, rất sắc nét và cái tần số quét thực sự rất là đáng khen luôn. Ở bên trong thì bản đồ nó cũng rất chi tiết này, các cái giao diện hay là cái icon app cũng rất là đơn giản, rất là dễ dùng. Cái tiếp theo là nó còn có cả Apple CarPlay và Android Auto không dây. Ở màn hình phía sau vô lăng chúng ta cũng có một kích thước lớn và là màn LCD hiển thị điện tử trông rất là bắt mắt giống như các mẫu xe gần đây của Hyundai. Và ở trên thì chúng ta có một cái phần vô lăng 4 chấu chỉnh được 4 hướng. Và đầy đủ các phím chức năng ở trên, không có một phím nào gọi là phím trống ở đây cả. Nhìn sang bên cạnh chúng ta sẽ thấy là một cụm điều khiển điều hòa. Đa phần thì sẽ là cảm ứng, nhưng mà hai nút quan trọng nhất mà mình thích cơ nhất đấy là chỉnh nhiệt độ và chỉnh gió để có thể tránh phân tâm khi mà mình lái xe ấy. Ở bên dưới chúng ta sẽ có cổng sạc và có cả sạc không dây. Và cái sạc không dây này thì có một cái nhược điểm, đấy là sạc máy thì nó hơi bị nóng. Với cả cái này nó không nhạy lắm mọi người ạ, nhiều khi phải đặt đúng vị trí thì nó mới ăn. Bên cạnh đấy còn có một số trang bị cao cấp hơn như là một mẫu xe MPV tầm giá 550 triệu mà chúng ta có 8 loa Bose hay là có cả một cái phần đèn viền nội thất, mặc dù là nó le lói thôi nhưng mà cũng có nha. Và chúng ta có một chiếc chìa khóa có thể đề nổ từ xa. Thực sự đây không phải là video quảng cáo đâu, nhưng mà trang bị như thế này thì là quá khủng khiếp trong tầm giá. Ưu điểm thứ tư, Hyundai Stargazer còn là một chiếc xe mang lại cái cảm giác vận hành ổn định dựa trên tham chiếu một mẫu xe dành cho gia đình. Trên giấy tờ thì Hyundai Stargazer có một cái cỗ máy là 1.5 lít cho ra công suất là 115 mã lực và mô men xoắn cực đại là 144 Nm. Như vậy có nghĩa là mạnh hơn 10 mã so với cả đối thủ Xpander. Thế nhưng do kết hợp với hộp số CVT, thế nên đây không phải là một mẫu xe cho ra cảm giác vận hành mạnh mẽ một cách vượt trội hay thậm chí còn hơi đuối nếu như mà mọi người cần phải vượt xe ở giải vận tốc cao. Ví dụ như là mình đang đi khoảng tầm 80 thì đã cảm giác là đạp hết ga nhưng mà phải đợi chờ đợi nó thì nó mới có thể tăng tốc tiếp được. Thế nên khi mọi người đi lên đường trường thì để có thể vượt xe các kiểu thì mọi người sẽ cần phải tính toán chứ nó không quá là dễ dàng. Việc này mọi người có thể cải thiện bằng cách sử dụng các chế độ lái xe thì có 4 chế độ là Smart, Eco, Normal và Sport. Và mình thấy là cái sự khác biệt của chế độ Sport với cả chế độ Normal trên mẫu xe này là khá nhiều nha. Thường thì nếu đi trên cao tốc mình nghĩ là mọi người nên để chế độ Sport, nó sẽ tạo ra một cái lực kéo tốt hơn, vận hành mạnh mẽ hơn và cái khả năng tăng tốc nó cũng bớt sốt ruột hơn. Và mình thấy là nếu mà bật Sport như thế này với cái lực kéo tốt như thế này thì chúng ta đi những cái cung đường đèo dốc ấy nó cũng nhàn hạ hơn rất là nhiều. Đây là khi mà mình tăng tốc ở chế độ Sport nha. Cảm giác có thể lên được 100 km một cách dễ dàng hơn. Còn nếu mà mình để chế độ Normal thôi này, tầm 80 là bắt đầu thấy đuối đuối rồi. Và về hệ thống treo thì Hyundai Stargazer cũng chỉ ở mức vừa phải thôi. Nó sẽ không phải là một hệ thống treo ổn định hay là đầm chắc, nhưng mà sẽ theo kiểu mềm mại và êm ái, cực kỳ phù hợp để sử dụng đi gia đình ở trong phố thôi. Còn nếu mọi người mang cái mẫu xe này ra những cái môi trường nó khó khăn hơn thì chắc chắn sẽ lộ ra những cái nhược điểm. Ví dụ như là khi mà chở đủ tải, chúng ta vẫn có một cái cảm giác là xe này bồng bềnh, đặc biệt là khi đi lên vận tốc cao. Nhưng nếu so sánh với cả Xpander thì mẫu xe này sẽ không mềm bằng Xpander nhé. Nó sẽ cứng vững hơn Xpander một chút xíu. Và đặc biệt là mẫu xe này nếu mà đi tầm 60 km/h trở lên hay là chuyển làn, ôm cua, chúng ta sẽ nhận ra là nó bị cái hiện tượng nó hơi lắc ngang, hơi trông chênh theo cái phương ngang một chút xíu. Và ưu điểm tiếp theo thì đây là một mẫu xe rất tiết kiệm. Theo như thông số của hãng công bố thì xe sẽ tiêu thụ trung bình khoảng 6,45 lít trên 100 km trên môi trường là đường hỗn hợp. Và như mình đang nhìn thấy tại đây, từ lúc mua xe đến bây giờ thì xe luôn tiêu thụ trung bình khoảng tầm 6,5 lít trên 100 km. Là một con số rất sát so với con số mà hãng đã công bố. Và thậm chí nếu mọi người đi một cái quãng đường trường, chỉ là đường trường thôi nhá, xe có thể đạt được tiêu hao nhiên liệu khoảng tầm 4,5 lít trên 100 km, là còn ít hơn so với cả một mẫu xe hạng A. Thì thực sự đây là một điều quá đáng khen đối với một chiếc MPV có một cái ngoại hình to như thế này. Nhìn chung thì với những ưu điểm trên, mình nghĩ Hyundai Stargazer sẽ có thể thỏa mãn được nhu cầu nếu như mọi người đang tìm một mẫu xe đa dụng cỡ nhỏ này, có một cái không gian nội thất ở bên trong thực sự là rất rộng rãi, rất thực dụng, trang bị công nghệ thì ngập tràn, không quá yêu cầu cao về thiết kế ngoại hình hay là về cái cảm giác lái. Vì sao thì lát nữa mình sẽ nói sau.
Rào cản đầu tiên là về thiết kế cả ngoại và nội thất. Với ngoại thất thì mình nghĩ không cần phải nói nhiều nữa, bởi vì phản ứng của mọi người kể từ khi mẫu xe này ra mắt cho tới tận thời điểm bây giờ đã nói lên tất cả. Vẫn có những người sẽ thấy mẫu xe này đẹp thôi, nhưng mà nó không nhiều. Mình chỉ nghĩ là Hyundai Stargazer là một mẫu xe chưa quen mắt, nó có cái thiết kế tương lai. Vậy nên là đôi khi sau này các hãng làm cái thiết kế này nhiều hơn, chúng ta nhìn quen hơn thì lại không thấy nó xấu nữa. Nhưng tại thời điểm hiện tại thì đây vẫn là một rào cản, đặc biệt là phần đầu xe cộng với cả khoảng sáng gầm chỉ có 185mm thì hơi thấp một chút xíu. Nội thất thì mọi người không phản ứng quá gay gắt giống như là ngoại thất, nhưng cũng có một vài điểm thực sự rất rất là đáng tiếc. Phần viền màn hình quá thô, quá dày, làm cho mình cảm giác nó thiếu cái sự tinh tế và thiếu cái cảm xúc khi ngồi vào trong cái khoang lái này. Cái màn hình này nó chỉ cần thay một cái viền màn hình nó mỏng hơn, nó đẹp hơn thì tổng thể khoang lái trông nó sẽ sang chảnh hơn rất nhiều. Một điểm nữa hơi vô lý về thiết kế, mà cái điểm này nó nhỏ thôi nha, nó cũng không ảnh hưởng gì đến trải nghiệm người dùng đâu, nhưng mà nó ảnh hưởng đến cái tầm nhìn của người ngồi phía sau. Đấy là mẫu xe này khi nhìn từ bên ngoài chúng ta thấy là cái phần đầu xe nó được vát rất là gắt, nó chúi xuống, và khi mà mình ngồi hàng ghế hai nhìn từ bên trong xe thì cũng có cảm giác là nó bị chúi hẳn xuống, nó vát hẳn xuống, tạo cho mình một cái tầm nhìn nó không được thoáng mắt. Mặc dù chúng ta đều biết là MPV thì không phải là một chiếc xe sinh ra cho cảm giác lái, nhưng cũng phải nói qua là vô lăng của chiếc xe này sẽ không được tốt lắm nha mọi người. Siết không đủ tốt, hơi lỏng lẻo và thiếu cảm xúc. Dù ở những cái đoạn ôm cua như thế này, chúng ta sẽ phải thao tác nhiều hơn bình thường một chút, bởi vì từ cái hết lái trái sang cái hết lái phải nó phải tầm hơn 3 vòng. Thế nên khi mà đi trong phố mọi người cần phải xoay trở một cách linh hoạt ấy, thì cái thao tác của mọi người sẽ phải nhiều hơn so với cái tham chiếu của các mẫu xe bình thường. Và cái vô lăng này thì nó cũng là một cái vô lăng rất là nhạt nhẽo theo kiểu hơi dơ, hơi thiếu độ siết. Nếu mọi người muốn siết tốt hơn, mọi người có thể đi vận tốc cao hoặc là chuyển sang chế độ sport thì vô lăng sẽ siết lại, nhưng mà độ dơ thì nó vẫn sẽ xuất hiện. Nói chung là chẳng có gì nhiều để nói về chiếc vô lăng này cả. Nó là một chiếc vô lăng khá buồn tẻ. Ngoài ra thì còn một vấn đề trên Stargazer, đấy là phần cột A quá to. Mặc dù hãng đã khoét một cái phần ô cửa kính nhỏ nhỏ, nhưng mình nói thật nhé, khi mà ngồi vào vị trí này thì thấy cái ô cửa kính nên nó chả giải quyết được cái vấn đề gì cả, và nó cản trở khá nhiều cái tầm nhìn ở phía trước, tạo ra nhiều điểm mù, khiến chúng ta khó mà có thể làm quen được mẫu xe này nếu như mà mọi người mới lái. Bên cạnh đấy, mẫu xe này còn có một vài trang bị cải lùi, như là vẫn sử dụng phanh tay trống ở phía sau, hay là một cái phanh tay cơ to đùng như thế này và được đặt ở vị trí không hề công thái học. Nếu mà đổi vị trí cái hốc để nước với cả cái phanh tay này thì mình thấy là hợp lý hơn. Như thế này mình sẽ phải hơi với sang bên này một chút xíu thì mới có thể kéo được phanh tay. Một lần nữa mình xin phép nhắc lại, đây không phải là video booking. Nếu có khen quá lời thì là do mức giá của mẫu xe này đang quá tốt thôi. Vậy nên nếu mọi người không quá quan tâm đến vấn đề ngoại hình, hoặc mọi người thích cái thiết kế này, thì đây thực sự là một lựa chọn ngon, bổ và rẻ. Cảm ơn mọi người đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại mọi người trong những video lần sau. Bye bye.